Những hình ảnh do camera an ninh ghi lại một lần nữa cho thấy sự manh động của trộm cắp. Chỉ trong khoảng 10 giây, chiếc xe máy dựng trước cửa hàng tiện lợi đã không cánh mà bay. Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Công an phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm xe máy xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là một nam thanh niên 24 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ tối 23 tháng 3 năm 2023, anh vào cửa hàng tiện lợi trên đường Phan Văn Trị mua đồ. Ít phút sau quay trở ra thì không còn xe máy. Nạn nhân đã đến trình báo công an và cho biết chiếc xe bị mất hơn 12 triệu đồng. Hiện nạn nhân đang thuê trọ trên địa bàn quận Gò Vấp. Chiếc xe là phương tiện duy nhất để đi làm. Theo lời nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra, đã quay lại làm việc với phía đại diện cửa hàng để có hướng giải quyết nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ. Nạn nhân cho hay, thời điểm đến mua đồ, phía bên ngoài cửa hàng không có nhân viên bảo vệ và cũng không có người trông giữ xe. Anh dựng xe phía trước rồi đi vào bên trong, khoảng 7 phút quay ra thì mất xe. Trước cùng ngày, phóng viên báo Thanh Niên đã có mặt tại cửa hàng nơi nạn nhân mua đồ.